đám cưới thần gì vui riêng
不怕。哎，对了，哎，不怕，我就是说，我敢不敢上啊？我这大胆的娘啊！熊买个爱丁说鹅啊！哦，大袋，六，八，买那毛皮鞋呢？买来来，我靠，喂，哎对，我靠，你光在鞋呢我？Ông lý bạch ở bên tàu ấy, ông làm thơ là phải có rượu, ừ, nhưng mà bố mày làm thơ là phải có xe, à, có xe thì nó mới ra thơ. À, à. Làm thơ là có xe đúng không? À, hiểu đấy. Đây bố. Này, bác thử làm chủ ngôn vài câu nhé. Chủ có được không? Chúng mày duyệt cho bác nhé. Máy bay giặc chúng cầm thì gầm gào gầm gào lộn cơ cửa biển lộn ra lộn đi lộn ra lộn lại lộn ra lộn lòng kia thẳng tháo ta nhầm chúng thần tâm đi con ma ta bắn lùi bắn lùi ra bắn lên ra Thank you.
quên hát thơ mộc mà lấy hoàng liền nó mây thương thương đồ cắp cú rồi yên tâm rồi cá nằm trên ớt rồi cả gia đình mình cũng rẻ rồi. Ô chị ơi, các cháu dạ tụi bấy sao bác nói cái gì? Coi như là do ngủ nhà mình có chú rể là bộ đội chị nhé. Chú ơi, chú mọi việc ở đây nhờ chú lo cả cho các cháu chú nhá. Vâng, chị cứ về lo chuyện sách ở nhà. Việc ở đây để em lo nhá. Các cháu à, bác bảo này, bác cũng nấu một nồi cháo gà, tí nó xong việc về nhà bác mà ăn. Bác lại còn nấu cả một nồi cháo để cho bái tổ theo tâm chúng cháu. Ừ, bác nấu hẳn một nồi mười cơ. Nhớ tí xong việc về mà ăn cho nóng nhá. Bác ơi, bác lại thôi, bác về trước nhá. Dạ, chú cháu chào bác ạ. Ơi, thế là cô về trước chú nhá. À, vâng ạ, chị giúp về nhà nó chân tay đi nhá. À, vâng, cô về trước đây, thế là bác về trước đây. À. Bác đến giờ tổ chức mà chưa thấy chị Hiền đâu ạ? À, chắc là nó đi họp hội nghị quân cửa chứ Hiền còn đi đâu? Sao giờ này vẫn đi họp nhỉ? Bên đây có đồng hồ. Một ngày nó cứ chắc mấy lần, cứ để lên đồng hồ. Bảo giờ muộn rồi mà vẫn không thấy con để nó sắc mặt này nhỉ? Hay là nó lên trận địa pháo ngụy trang của ta? Con đâu chứ? À. Mày đi tìm ngay chị Hiền về cho bác nhá. Vâng ạ. Hãy về đây gặp bác, được chưa? Vâng ạ. Đi đây. Quá muộn. Còn con lộ. À. Mày ở nhà, anh Mộc chị Hiền mà về đây. Vâng ạ. Mày đi báo ngay cho bố. Bố sang nhà bác lành, giết khách của bác chút nhá. Vâng ạ. Có một mình nhá. Nhớ đấy. Bố đi đi ạ. Gì thế bố? Nhà đà. Không có cái này là chết à? Đi đâu phải cần nói đây. Nhớ nhá. Vâng ạ. Có khổ. Đang cười đến nơi rồi mà không biết mặt cô dâu chú rể đâu. Rất là khổ. Hiền ơi, anh cũng đã gửi ảnh của chúng mình
về cho mẹ, để mẹ biết mặt con Dương rồi đấy. Đúng, ảnh xấu thế, mẹ mà chê là anh mất tiền đi đấy. Ừ, vợ của anh thì xấu làm sao được. Ừ, mày vẽ, mình khéo rồi. Thì nịch vợ, xin nịch ai mà lo. Anh Mộc ơi, em vui quá anh ạ. Có việc gì vậy? Nói cho anh biết đi em. Anh ơi, em đang cảm nhận thấy mầm sống yêu thương con của chúng mình đang lớn dần lên với anh này. Đâu, anh thế nào? Tiền ơi, anh hạnh phúc quá, vậy là anh sắp được làm bố rồi. Tiền ơi, chúng mình cưới nhau trong thời chiến vất vả quá anh nhỉ. Sau này nếu như sinh con trai thì chúng mình sẽ đặt tên con là Chiến Thắng để nhớ mãi kỷ niệm này em nhé. Lỡ sinh con gái thì sao? nếu như sinh con gái thì sẽ đặt phần tên mẹ, mẹ Hiền, con Hậu, được không em? Được chứ em. Anh Mộc ơi, hạnh phúc tương tư mà xa xôi hết trời. Hạnh phúc bên nhau quý giá biết nhiều nào. Khoảng lặng chiến tranh giữa lòng lòng rời xa. Hạnh phúc biết bao, bình yên nơi thành phố. Anh lại trở về mùa xuân thắm nở. Có một con thuyền vui giữa những đóa sen. Có người con gái xinh trắng dị hiền. Làm thương đồng trái tim anh, người lính trẻ. Đôi cánh chim vẫy vùng trời nhưng mà Hiền đâu, nhưng mà quý bố rõ có
Một ngày rưỡi. Một ngày rưỡi. Vâng ạ. Thank you.
Thank you.
ơi, chồng con hy sinh rồi chú. Hiền ơi, chú cũng đau lắm Hiền à. Con cháu, hãy ra nơi đồng chí Mộc hy sinh, sẽ còn sót lại những gì thì gom lại. Chúng ta sẽ tổ chức tang lễ cho đồng chí Mộc tại nghĩa trang quê nhà. Con cháu đi, đi đi, không. Chú ơi, con cầu xin chú, con xin chú hãy cho con làm việc này cho chồng con. Chú ơi, con xin chú hãy cho con làm. Chú, con mới làm được thôi chú. Chú, hãy vững vàng lên. Xa đôi Trường Yên. Các đồng chí, trận địa pháo của ta đã bị bại rồi, chúng ta phải khắc phục lại ngay. Máy bay của chúng quay lại bất cứ lúc nào thì chúng ta phải quyết tâm chống trả. Hạn chế đường vòng thấp nhất. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Đi đi, đi đi. Chúng phải đi trước đây. Xã ta còn nhiều ngôi nhà bị sập. Chúng phải cùng mọi người đi cứu giúp bà. Chúng đi trước hiền nhé. Vâng, chú cứ đi đi. Chú yêu tâm, cháu sẽ nuốt nước mắt vào để trả thù cho chồng. Mẹ nhớ đất từng khúc ruột, mẹ mang ta vì mưa
vô đây chỉ có với anh một, từng bên nhau được tin bằng ngày bằng tháng còn chị. Hiền ơi, chúng ta đã bắt được tên phi công Mỹ nhảy dù từ chiếc máy bay rơi. Hắn đang ở bên ngoài. Dạ, chúng em chờ lệnh chị ạ. Lại các bạn. Các đồng chí. Hả? Giải hắn sau. Hả? Hả? Kìa bà con. Các đồng chí, hãy giải nó đi!